Trong một năm mà bức tranh bóng đá Việt Nam có phần ảm đạm, thì tại phố núi, những mầm non tài năng của Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG đã tỏa sáng khi du đấu tại London, và kết quả là có tới 4 cầu thủ trẻ được học viện này mời sang tập luyện tại chính câu lạc bộ Arsenal. Hãy cùng chúng tôi đến với những chia sẻ của những tài năng tương lai của bóng đá Việt. Là những học viên khóa đầu của Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG, Đông Triều, Sơn Trường, Tuấn Anh, Công Phượng cùng 12 đồng đội đã trải qua hơn 5 năm rèn luyện theo giáo án đào tạo trẻ quy chuẩn của câu lạc bộ Arsenal trên toàn thế giới. Và việc 4 cầu thủ này được đích thân huấn luyện viên Arsene Wenger mời thử việc cùng đội trẻ Arsenal vừa qua có thể nói là một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của họ cũng như sự phát triển của Học viện Hoàng Anh Gia Lai JMG. Kể từ khi tiếp nhận thông tin Tuấn Anh, Công Phượng, Sơn Trường và Đông Triều được huấn luyện viên Wenger gọi sang London thử việc, bản thân tôi, ban huấn luyện và lãnh đạo câu lạc bộ cảm thấy rất tự hào và hạnh phúc. Rõ ràng là ba công sức của chúng tôi đã được ghi nhận. Hiện tại, chúng tôi vẫn chưa nhận được kết quả sát hạch từ phía Arsenal, nhưng rõ ràng là chúng tôi đang đi đúng hướng và có được những thành quả đáng ghi nhận. Trở lại với chuyến phiêu lưu tại London của 4 cầu thủ trẻ của Học viện Hoàng Anh Gia Lai, cho dù đã được cảnh báo trước về cái lạnh của mùa đông nước Anh trong những ngày cuối năm, nhưng tất cả các cầu thủ trẻ đến từ Việt Nam vẫn không khỏi bất ngờ trước cái lạnh đến tê tái tại đây. Tuy nhiên, ngoài điều kiện thời tiết không thuận lợi thì mọi việc đều diễn ra vô cùng thuận lợi và suôn sẻ. Là khách mời của huấn luyện viên Arsene Wenger nên cả 4 cầu thủ đều được tạo điều kiện tốt nhất về ăn ở và di chuyển. Điều kiện ăn ở người ta sống với mình rất là tốt. Tạo mọi điều kiện để cho mình tập luyện thì đâu tốt. Có người xe đón tại sân bay hay khách sạn, rồi có người đưa đón xe đi tập đúng giờ. Ngay trong ngày tập luyện đầu tiên với các đồng đội tại U18 Arsenal, 4 cầu thủ trẻ đến từ Việt Nam đã phải ra sân đọ sức với những cầu thủ đẳng cấp rất cao trong các bài tập đối kháng như 6 đấu 6 hay 8 đấu 8. Tuy nhiên, với việc giáo án huấn luyện của Học viện Arsenal JMC trên toàn cầu đều theo chuẩn chung, nên Đông Triều, Sơn Trường, Công Phượng và Tuấn Anh đều có thể dễ dàng bắt nhịp. Những bài tập ở nơi chúng em đang tập thì cũng có nhiều điểm tương đồng với các bài tập của họ nên em không gặp bỡ ngỡ gì. Mỗi buổi tập của U18 Arsenal luôn kéo dài đúng 2 tiếng, giờ giấc được ban huấn luyện yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt và không cầu thủ trẻ nào dám vi phạm. Kết thúc mỗi buổi tập, phần lớn các cầu thủ người Anh được trở về nhà. Sự tự giác luôn được mỗi cầu thủ trẻ ý thức và tự nghiêm khắc với bản thân để có thể trở thành cầu thủ chuyên nghiệp thi đấu ở môi trường bóng đá đỉnh cao. Điều kiện sinh hoạt thì họ sống khác hoàn toàn với các đội bóng ở Việt Nam, về là họ ở riêng rồi đến tập chứ không ở tập thể như chúng em. Từ tập luyện và thi đấu với đối thủ có đẳng cấp cao, cả 4 cầu thủ đến từ Việt Nam đã học hỏi thêm được rất nhiều kinh nghiệm. Cái chuyến đi vừa rồi thì em rút ra được rất nhiều kinh nghiệm, như chẳng hạn như là những pha bóng mà thiên về sức mạnh và tốc độ của họ. Cái mạnh của họ thì người ta xử lý bóng rất là nhanh, chuyển bóng kỹ thuật cá nhân rất chuẩn, nên là chuyển bóng rất là chuẩn. Điểm yếu người ta thì khó để tìm được điểm yếu người ta, tại vì người ta cái bản là rất là hoàn thiện. Còn riêng phần mình thì điểm mạnh của mình thì đôi khi là kỹ thuật cá nhân hay là sự nhanh nhẹn trong phạm vi hẹp của người châu Á và sự máu lửa trong cách thi đấu. Còn điểm yếu thì rõ ràng là thể hình hay là thế lực. Do thời điểm tập huấn của 4 cầu thủ của Học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG rất gần thời điểm Giáng sinh và năm mới, nên họ chỉ có được 2 tuần để tập luyện cùng đội U18 Arsenal. Và trong thời gian ngắn như vậy, sẽ rất khó để họ kịp hòa nhập và tìm kiếm cơ hội thi đấu. Tuy nhiên, tất cả 4 cầu thủ trẻ Việt Nam đều rút ra cho mình được những bài học bổ ích. Cái chuyến đi này 2 tuần thì so với ít so với bọn em nên là cũng không có gì để nổi bật hết. Chiến thuật đột sách quá là tụi em có rút được nhiều kinh nghiệm trong đời sống lẫn chuyên môn. Còn cái mà mình không được thi đấu đó cũng là điều hiển nhiên, tại vì mình mới qua không thể hòa nhập được. Bên người ta là mỗi trận thi đấu người ta không chỉ là một giao hữu, nhưng người ta rất là quan trọng tiền thắng thua. Nên là mình khó cơ hội để mình thi đấu.
Trước ngày về Việt Nam, bốn cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai, Arsenal, JMG đã có dịp được gặp huấn luyện viên Wenger trong bữa tối cuối cùng tại nước Anh, và đây là một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất trong chuyến đi này của họ. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của em là bữa cuối sau khi ăn trưa thì huấn luyện viên Arsene Wenger có đến hỏi thăm và chụp hình lưu niệm với tụi em. Cảm giác rất là hãnh diện và vui sướng khi gặp được người huấn luyện viên nổi tiếng và có nói chuyện hỏi thăm vài điều. Được biết sau kỳ nghỉ Giáng sinh và năm mới 2013, câu lạc bộ Arsenal sẽ chấm điểm và quyết định có gọi lại cầu thủ nào trong 4 ngôi sao trẻ Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng và Đông Triều hay không. Cho dù kết quả như thế nào đi chăng nữa, thì sự kiện 4 cầu thủ Việt Nam được mời sang thử việc tại Arsenal cũng là một cột mốc đặc biệt trong sự phát triển của bóng đá Việt Nam nói chung và Học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG nói riêng. Và từ bước đệm quan trọng này, chúng ta hoàn toàn có thể tự hào rằng trình độ của cầu thủ Việt Nam đang bắt kịp dần so với quốc tế, miễn là chúng ta có được những sự chuẩn bị tốt nhất cho các tài năng trẻ. Và có lẽ giấc mơ World Cup giờ đây cũng không còn là quá xa vời.